Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá. Hôm nay cơ sở em rất vinh dự đón tiếp một vị khách rất đặc biệt, đó là anh Tuất. Anh ấy ở trong Thanh Hóa, anh ấy có nhờ em tư vấn 2-3 ngày nay rồi, muốn mua một con máy DHI 420PS, máy V8 nhá. Thì em ngày nào cũng mong mỏi vì hàng em là nó chưa về, thế là ngày nào cũng mong mỏi hàng về để có thể là kịp cho anh Tuất anh ra, vì anh ấy chọn phải ngày đẹp anh mới ra mua máy. Thế là cũng may, dục mãi thì máy nó cũng đã được về tới, thì anh Tuất ra ngay trong đêm luôn. Thì đây là con máy mà DHI, anh Tuất là mua một con máy DHI V8 này 420PS và một con máy 485 để anh về làm máy tòi nhá, trên con thuyền của anh ấy. Con máy này là máy chính của cái động cơ trên thuyền của anh ấy đi ra biển đánh cá. Thì con này em sẽ giới thiệu qua vòng tua của nó và mã lực của nó để cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá. Con DHI này là lòng của nó là khoảng 1 tấc 35 ấy, 1 tấc 35-36 và 1 tấc 35-38, và mã lực của nó là 420PS và vòng tua của nó là 2001-2002. Và con máy này thì anh mua về làm máy tàu chính nhờ anh à? Máy này mà đấy, bây giờ anh em lại chuyển sang dùng máy V8 này rất nhiều nhá anh em nhá. Máy V8 này rất nhiều anh em ạ. Rồi, con này máy đời cao rồi anh em ạ. Máy đời cao rồi. Thì con máy này nó đẹp đâu, máy là nhập Hàn về xịn luôn nhá anh em nhá. Con máy nào đẹp ở đâu em sẽ quay à. Máy vừa về chưa kịp rửa, anh Tuất anh đã ra mua rồi. Thì vì thế mà đây, anh em xem này, có phun tí dầu nó ướt vào rồi, bọ đỏ chót, bóng nhoáng luôn, máy còn zin hết này. Đề kia vẫn còn chưa tháo ra bao giờ này anh em ạ. Đây, quay từng tí một cho anh em xem nhé. Đây, lực đáy tắc kè này, đây này, hai bên rè lốc này, nguyên zin hết này. Máy này mà không cốt không nhá, cho máy luôn. Đây, nếu mà máy này nhá, xong sau khi lổ xong nhá, em sẽ rửa cho theo yêu cầu của anh Tuất, em sẽ rửa sạch thật đẹp. Đây, đỏ chót luôn này, hai bên rè này. Đây, hai bên rè đỏ chót, chưa rửa đâu nhá, mới phun dầu vào lốc đỏ chót này anh em này. Đây, đỏ chót này. Đây, quá đẹp đây, bơm kim này, đẹp mới lắm. Đây. Đây là điếc nguyên zin hết nhá. Tại con này nó đẹp quá, giới thiệu lâu quá. Đây này, những cái cánh quạt này là bu ly cánh quạt chưa tháo ra bao giờ này anh em ơi. Đây, nguyên zin này. Đây, chữ Hàn Quốc này. Máy nhập Hàn Quốc, máy xịn này, toàn chữ Hàn thôi anh em ạ. Đây, bơm kim này, nguyên zin hết chưa ra này anh em ơi. Bơm kim nguyên zin chưa ra này. Quá đẹp. Đẹp lắm anh em ơi, đẹp lắm luôn đấy. Đây. Đỏ chót luôn này. Nhìn cái màu đỏ cũng là máy của Hàn Quốc, nhìn cái màu đỏ của nó thích thật. Nhìn nó gọi là rất là yêu luôn anh em ạ. Đây. Hai bên đều đẹp như nhau hết con này nhá. Sau khi lổ xong, kiểm tra trục cốt xong cho anh Tuất nhá, em sẽ rửa sạch. Đây, ui dồi ôi, đỏ chót, bơm kim nguyên zin hết chưa tháo ra bao giờ. Đây, nguyên zin này chưa tháo ra bao giờ này anh em ơi. Đỏ chót này, rực rỡ luôn này, bơm hơi này. Tất cả hai bên giày lốc này, đỏ này. Thì phột qua dầu rồi rửa, ổ dầu rửa thì con này nếu mà ai chê nhá, em không bao giờ bán máy nữa, khẳng định luôn anh em ạ. Chê không bao giờ bán máy nữa, đẹp không này. Kinh điển luôn, nó quá đẹp, quá mới. Hình thức bên ngoài con này thì nói chung là chấm hết cuộc tình rồi. Tháo cái dầu ra xính rồi, tháo cái đường dầu ra để tháo dầu. Đây anh em xem này, cả cái sinh hàn nước của nó vẫn còn chưa tháo ra bao giờ này. Lốc quá đẹp. Nếu con này mà bỏ ra mà máy không còn cốt không nhá, em chấp nhận cho anh Tuất máy luôn. Mới quá đẹp. Phun nó tí dầu vào mà nó mới, nó đẹp thế nhờ. Kinh điển luôn đấy. Hình thức của nó thì quá ok rồi nhá anh em nhá. Đây, cái này bàn côn kéo này, như này, con ốc này chưa tháo ra bao giờ này. Côn kéo này, đời cao này. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để cho anh Tuất kiểm tra và đánh giá chất lượng nha. Sau đấy yêu cầu của anh Tuất là bổ trục cơ nữa. Lổ đi em ơi. Ừ. Tháo cái ấy ra. Đặt. Em du như mày mới. Quá, máy chưa rửa đâu nhá, 420PS. Mới qua êm, đúng là máy Hàn của khác. Êm du luôn.
xem đi đại ca. Máy này rửa đi nhá, mới tinh luôn. Đẹp, rực rỡ. Nói chung là máy này em chả biết có kiểm tra cái gì á. Không có kiểm tra trục rồi. Nó mới qua ga tí lên. Bơm kim này. Chót. Ga lên lên ơi. Êm nhá. Vào tháo này ra nhìn nó đưa nhíu mắt đưa xấu. Quá chất. Thôi cứ ga đăng ti thế này thôi anh em. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Sao ơi? Êm du luôn. Tắt đi em ơi. Chẳng có cái gì để kiểm tra cả anh em ạ. Chẳng có gì để kiểm tra cả. Vì nó quá đẹp và quá mới nhá. Siêu được. Siêu phẩm luôn. Phần lổ máy đã ok. Con máy V8 DHI 420PS cho anh Tuất ở trong Thanh Hóa đã ok và yêu cầu của anh Tuất là mở ra này, mở ra để kiểm tra trục cốt này. Đây anh em xem này. Mở ra mà nhìn thấy máy mà chán ngán luôn anh em ạ. Em nói thật là không biết nói gì cạn lời nhá, còn chưa thèm phun dầu đi gen vào đâu anh em ơi. Sáng loáng mới tinh này. Sáng loáng mới tinh này anh em ơi, sợ không? Chưa mà lâu lắm mà nhìn mà bổ máy ra mà chưa thèm mà phun dầu đi gen mà nhìn thấy có con máy nó lại mới đến mức như thế này luôn đấy. Rồi. Kiểm tra đúng một cổ à, cốt không rồi. Rồi bạc này trắng tinh này, sợ không? Bạc trắng tinh rồi anh em ơi, trục này nguyên zin hết này. Chán không buồn kiểm tra nữa. Như vậy là phần lổ máy bổ trong cơ con máy DHI V8 420PS cho anh Tuất đã xong nhá anh em nhá. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em nào có xem được video thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Đây, máy còn zin hết, đẹp rực rỡ luôn này. Sau đây là em sẽ lắp đáy vào rồi em sẽ rửa ráy rồi sẽ gọi xe rồi chở vào trong Thanh Hóa cho anh Tuất ở trong Thanh Hóa. Anh ấy điện cho em mấy ngày hôm nay rồi anh em ạ. Đây, máy mới kinh điển luôn. Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua máy thì liên hệ cho em nhá, bên cơ sở. Anh ơi, vặn chặt hay là vặn vừa thôi anh Thắng ơi? Vặn chặt luôn à hay nào? Vặn chặt luôn à? Anh em nào đang có nhu cầu mua máy thì liên hệ nhá, em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, anh em thay công lòng nhất. Anh em nào có mua hàng ở trên mạng, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không và người ta có làm ăn đây, nó phải đúng không? Làm ăn uy tín hay không nhá, đừng để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em đã điện và bảo là em chuyển tiền cho người này vừa rồi bị mất tiền cọc. Nhiều lắm anh em ạ. Cứ phải tìm hiểu thật kỹ xem người nào có cơ sở đàng hoàng và làm ăn uy tín thì anh em hãy mua hàng nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng ở máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua anh em không lắp tàu để ra biển đánh cá ấy chú ạ. Anh em cần mua cái đồ vặt gì thì anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được nhá. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo anh ơi, anh giúp em với, nếu mà anh không bán cho em cái đồ này thì xe em không chạy được, máy em không nổ được. Mà em lại có những lúc đồ vặt ở ngoài của em hết sạch thì em lại phải tháo ở máy ra bán anh em ạ. Nói chung là bán cái đồ vặt này không lờ lãi bao tiền đâu. Nó giúp mình quảng bá được cơ sở của mình thôi. Sau này nếu mà nhiều người sau này nếu mà anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ điện và giới thiệu bạn bè cho mình. Cái điều đấy là điều được. Mà những cái đồ đi theo máy là những đồ rất là bền nhá và tốt nhá anh em nhá. Khẳng định luôn. Vì anh em không tin cứ hỏi những anh em thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng những cái đồ bãi đồ cũ đi theo máy thôi.
Và nếu mà cái video em đang lên ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh nhá, hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh PP88, và cho nó sẽ ra 5 cái cơ sở của em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cổ các tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to nhá, số nhỏ, số to, máy nhỏ, máy to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Tuất và anh Tuất đã ra cơ sở để mua hai con máy nhá. Sau đây sau con máy này em sẽ sang lỗ con máy nhỏ cho anh ý. Chúc cho anh mua siêu phẩm Daewoo V8 của em về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh, mang lại giá trị tốt nhất đến cho anh. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá.